Nghĩa Đô xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu của rất nhiều bạn thì hôm nay mình xin test cái chất âm chay của con đẩy Gold Black Audio XI3612. Là một con đẩy 3 kênh. Trong đấy là hai kênh, kênh 1, kênh 2, mỗi kênh 600W. Và một kênh 3 là 1200W, là công suất lớn nhất. Bây giờ mình sẽ kết nối từ trên máy tính vi tính xuống. Đấy, kết nối một cái dây line từ máy vi tính xuống và cắm thẳng trực tiếp vào con đẩy luôn. Đây, có hai cộng 1 2, và từ hai cộng 1 2 này mình sẽ ấn vào cái nút link, ấn vào cái nút link ở dưới này, nó có một cái nút link anh em nhé. Đây, mình ấn một cái nút link ở đây thì nó sẽ cấp đường tín hiệu sang đường 3 mà mình không cần cắm vào đường 3 nhé. Thì bên đây là mình đấu vào một cổng này, một cổng này là một đôi loa anh em nhé. Một cổng vào đây mình đấu chập loa, chập dây loa vào là một đôi, có đánh một đôi 30, đôi M12A màu trắng này. Đấy, dây loa đây. Đấy, anh em hiểu chưa? Đấy, đấy một cổng một đôi loa. Và mình sẽ test từng kênh một cho các bác xem. Và vừa test vừa mở quạt ra. Đấy. Đây là nội thất bên trong của con XI3612. Đây, đôi loa bass 30 nhá. Đấy, màu trắng đẹp và đẩy cũng màu trắng luôn. Test từng thể loại nhạc cho anh em. Bắt đầu là mình về hết chiếc app. Bắt đầu mình bật máy lên. Đấy, quạt quay rất mạnh luôn. Và khi nó đóng le này thì đèn này, cái đèn Protect và nó tắt đi. Và cái quạt nó sẽ dừng quay anh em nhé. Nó test ok hết rồi nó sẽ dừng quay. Đánh đến khi nào mà cái nhiệt độ đạt đủ để vượt qua ngưỡng nhiệt độ của con IC quản lý nhiệt độ ấy, thì nó sẽ đóng cho điện quạt nó quay. Nó quay rất nhẹ thôi anh em nhé. Đây, dòng đẩy này rất êm, đánh gia đình là rất tốt này anh em này. Và con đẩy này nó có 14 tụ anh em nhé. À, con này là 16 tụ, xin lỗi anh em nhé. 44 16 tụ. Đây anh em nhìn này. Toàn tụ Ellison anh em nhé, Ellison nhập khẩu. Đấy, đẩy 3 kênh. Bên này nhìn nó cảm giác nó thiếu đi một bảng mạch, giống như kiểu là nó đệm hai cái này lên. Nếu mà đầy đủ thì nó, con hãng này nó sẽ làm ra cái con 4 kênh. Thì nó sẽ full mạch cho anh em xem nhé. Đây mình sẽ mở nha. Tiếp một bài bốc một chút này. Đây là đang cắm ở kênh 1 anh em nhé. Cắm loa ở kênh 1 này, mở kênh 1 lên này. Đánh chay luôn anh em nhé. Tiếng rất sáng luôn, chỉ cần mở đến mức 1/3 thôi em nhé. Đấy, tiếp tục mình chuyển sang kênh 2. Đấy là mới một kênh anh em nhé. Đây, cắm sang kênh 2 này. Đấy, kênh 2. Mở kênh 2. Tiếp tục thử sang kênh 3.
em xem. Đấy. Đánh rất đẹp luôn anh em nhé. Tiếng rất sáng mà căng tiếng, no tiếng. Chuyển sang thể loại nhạc vàng. Nhạc vàng. Một mái qua cơn mê, xa cuộc đời bênh bâng, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vượt. Đấy là nhạc vàng em nhé. Căn nhà thể loại nhạc karaoke. Chim bờ 1/3 công suất anh em nhé. Đây là đánh thẳng trực tiếp từ nguồn tín hiệu xuống main luôn, chưa qua vang số cũng như là nâng tiếng lọc xì anh em nhé. Nâng tiếng lọc xì gì cả, và đánh thẳng trực tiếp từ máy tính xuống. Mới thấy được cái chất âm của con này, của nó là nó phải nói là cái tiếng cực kỳ hay luôn, kể cả thể hiện tất cả các thể loại nhạc cho anh em. Đấy, anh em ghép thêm một số con vang số hoặc là âm ly nâng tiếng vào thì nghe sẽ là cực kỳ mượt nhé. Về giá con này em xin báo giá luôn, đấy là giá con XI3612 này, em bán với giá 5.2 triệu. Đấy. Ưu tiên cho bác nào lấy đến lấy hàng tại nhà là sẽ được tặng jack Canon cho anh em. Đấy, với con này. Đấy, số lượng thì cũng có ít anh em nhé. Con này thì nó có khoảng mười mấy con thôi. Đấy, anh em nào đến sớm thì sẽ được lựa những em mặt ngọc trinh nhất. Run Black Audio. Đấy, mặt phay nhôm rất sáng đẹp. 3 kênh. Đấy, đấy một lúc là quạt nó quay nhẹ nhẹ đây anh em này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, đánh gia đình là phải nói là cực kỳ êm. Đây là em đánh là một đôi một kênh là một đôi loa 30 anh em nhé. Đấy. Còn nếu anh em có đủ loa thì ví dụ trong nhà hai anh em thì có hai đôi bass 30 hoặc một con trầm 40 hoặc 50 thì anh em cứ lấy con này mà phang, không phải nghĩ luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Đô có số điện thoại 0934573743. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau. Tới thì em sẽ làm sẽ thử chất tiếng của con hai kênh này. Đây. Rồi bác thích con hai kênh này. Hai kênh này thì là nó là 900W 800W một kênh anh em nhé. Đấy. Sẽ thử cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip lần sau.